Sau đây xin nói sơ lược qua tiếp tục về Tô Châu, vì phái đoàn đang còn trong thành phố Tô Châu. Tô Châu tổng diện tích là 8.488 km², trung tâm đô thị là 1.650 km². Tổng cộng dân số là 6.062.000 người và trung tâm đô thị là 2.245.000 người. Các dân tộc chánh là người Hán. Trước mặt chúng ta đây, phái đoàn đang đi thăm quan một ngôi nhà của một đại thần thời xưa. Ngôi nhà này cũng trên hàng 400-500 năm. Và ngôi nhà đây để xây cất rất là đẹp, để cho thấy rằng vua quan từ thời xưa có một ngôi nhà, một cái khu biệt thự vẫn còn tồn tại. Phải nói là khi xưa quan chức là rất là giàu có, rất là uy quyền, và nhà ở là rất là đầy đủ. Chúng ta sẽ tham quan sẽ thấy rõ từ căn phòng, căn nhà, những cái hoa viên, những phòng ngủ, phòng ăn, rồi những phòng bông trái cây, nhiều phòng lắm. Xin nói lược về lịch sử thành phố Tô Châu. Tô Châu là cái nôi của văn hóa Ngô, là một trong những đô thị cổ nhất trong lưu vực sông Dương Tử. Khoảng 2.500 trước, các bộ lạc bản địa tự gọi mình là Câu Ngô. Vào cuối thời kỳ, nhà Thương đã sinh sống trong khu vực mà sau này gọi là Tô Châu. Vào thời kỳ cuối nhà Thương, Thái Bá đã đến đây để thành lập ra nước Ngô, đóng kinh đô tại đây và gọi là Ngô Thành. Năm 114 trước Công Nguyên, trong thời kỳ Xuân Thu, vua Hạp Lư của nước Ngô đã sai Ngũ Tử Tư xây dựng Hạp Lư Thành, giới học giả cho là thuộc Tô Châu ngày nay, làm kinh đô của mình. Nước Ngô trọng dụng Tôn Vũ để phát triển quân đội, tiến đánh nước Tề ở phương Bắc, xưng bá Trung Nguyên. Năm 496 trước Công Nguyên, Hạp Lư đã được mai táng tại Hộ Khẩu. Năm 473 trước Công Nguyên, nước Ngô bị nước Việt của Việt Vương Câu Tiễn đánh bại, Tô Châu trở thành kinh đô của nước Việt. Năm 306 trước Công Nguyên, nước Việt lại bị nước Sở sát nhập. Thời kỳ hoàng kim của Tô Châu đã qua đi. Các di tích của nền văn hóa này bao gồm các phần còn sót lại của các tường thành và cổng thành có niên đại 2.500 năm. Vào thời kỳ nhà Tần, thành phố này được biết tên gọi là Ngô Quyện Hạng Vũ, đã bắt đầu sự nổi dậy lịch sử của mình tại đây vào năm 209 trước Công Nguyên, và nó đã góp phần vào sự sụp đổ nhanh chóng của nhà Tần. Vào thời kỳ nhà Tùy, thành phố này đã được đổi tên thành Tô Châu vào năm 589. Khi Đại Vân Hà được hoàn thành, Tô Châu nằm ở vị trí có tầm quan trọng chiến lược trên hành trình thương mại chính. Trong suốt lịch sử Trung Hoa, nó đã là thủ phủ chính yếu của công nghiệp và thương mại ở khu vực ven biển thuộc miền Đông Nam Trung Quốc. Trong thời kỳ nhà Đường năm 285, nhà thơ lớn là Bạch Cư Di đã cho xây dựng Sơn Đường Nhai để nối thành phố này với Hộ Khẩu phục vụ du khách. Thời nhà Tống năm 960 và 1279, tại Tô Châu đặt Bình Giang Phủ, cai quản Chiết Giang, Tây Đạo. Năm 1035, nhà thơ, nhà văn lớn, kim chính trị gia là Phạm Trọng Yêm đã cho xây dựng Khổng Miếu tại đây. Nó đã trở thành nơi để diễn ra các cuộc thi tuyển chọn quan lại cho triều đình. Trong thời kỳ hai triều Minh và triều Thanh, thành phố này đã có nhiều thời kỳ thịnh vượng. Nhiều khu vườn nổi tiếng của các tư nhân đã được các tầng lớp quan lại và người giàu có xây dựng. Tuy nhiên, thành phố này cũng đã phải gánh chịu nhiều thảm họa. Vào năm 1860,
khi binh lính của Thái Bình Thiên Quốc tiến vào chiếm giữ thành phố. Tháng 11 năm 1863, Thường Thắng Quân dưới sự chỉ huy của Charlie Gordon đã tái chiếm thành phố này từ tay Thái Bình Thiên Quốc. Khủng hoảng tiếp theo mà thành phố này vấp phải là sự xâm chiếm của người Nhật năm 1937. Nhiều khu vườn đã bị phá hủy vào cuối cuộc chiến đầu thập niên năm 1950. Công việc khôi phục đã được tiến hành đối với Chuyết Chinh Viên, Đông Viên và các khu vườn khác để đua chúng trở về với cuộc sống. Năm 1981, thành phố cổ này đã được Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa liệt kê như là một trong bốn thành phố mà sự bảo vệ các di sản lịch sử và văn hóa cũng như cảnh quan thiên nhiên phải được đặt lên hàng đầu. Các thành phố khác được coi là hàng đầu như Bắc Kinh, Hàng Châu và Quế Lâm. Kể từ đó, các công trình kinh tế ở ngoại ô Tô Châu đã phát triển thành một trong những thành phố thịnh vượng nhất ở Trung Quốc. Các khu vườn cổ điển của Tô Châu đã được liệt kê trong danh sách Di sản Thế giới của UNESCO vào các năm 1997 và năm 2000. Trước mặt chúng ta đây là một buổi cơm trưa tại Tô Châu. Sau khi đi tham quan một ngôi nhà của một quan to lớn tại triều đình, thì sau đó được ăn cơm tại thành phố Tô Châu. Thì nhìn qua tất cả các món ăn thì rất là đầy đủ, không thiếu. Tuy nhiên, dầu những món ăn mặn hay ăn chay, tất cả đều được tưới tẩm rất là nhiều dầu. Do vậy, tất cả những cái món ăn dầu mặn hay chay vẫn còn rất là dư thừa. Và những sự dư thừa này gọi là quá phung phí. Không chỉ vì quá dầu nên có đói đi nữa thì cũng chỉ ăn cho tạm no, cho qua ngày, vì sợ rất là dầu mỡ. Sau đây xin đọc tiếp về lịch sử Trung Quốc, về lý thuyết âm dương và học thuyết triết học khác. Như ở thời Chiến Quốc 475 đến 221 trước Công Nguyên, và như ở Hy Lạp trong thời gian diễn ra cuộc chiến Peloponnese, thời kỳ khó khăn của Trung Quốc, không gây trở ngại cho sự nảy nở của kiến thức. Sự suy tàn ở Trung Quốc dẫn tới những bất mãn, và với sự bất mãn đã trở thành sự hồi sinh của tri thức, đạo giáo, trong khi trường phái Pháp gia tiếp tục giữ vị trí của mình, đặc biệt trong triều đình. Khổng giáo tìm cách phản công các triết thuyết của đối thủ bằng cách lập ra nhiều quan điểm toàn diện hơn, con người và vũ trụ. Đổng Trọng Thư mang rất nhiều tư tưởng vào trong triết lý Khổng giáo, gồm cả ý tưởng âm và dương, một ý tưởng đã mọc ra để giải thích mọi sự thay đổi về cả vật chất và xã hội. Âm và dương được coi là hai lực căn bản đối lập trên thế giới. Âm là nữ, mặt trăng, lạnh, nước, trái đất, sự nuôi dưỡng, thức ăn, có tính lặng, mùa thu, mùa đông, vân vân. Dương là nam, mặt trời, lửa, nóng, trời, sự sáng tạo, sự cai trị, mùa thu và mùa hè. Người ta tin rằng nếu âm đạt tới cực thịnh, nó sẽ biến thành dương, và nếu dương đạt tới cực thịnh, nó sẽ lại biến thành âm. Một quan điểm về thế giới mà các nhà khoa học nhiều thế kỷ sau này không coi là có ích. Phái Khổng giáo tin rằng thế giới bao gồm năm yếu tố cơ bản là lửa, đất, kim loại, nước và gỗ, hay còn gọi là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Họ còn cố gắng hơn nữa nhằm tìm cách làm cho vũ trụ trở nên dễ hiểu hơn bằng cách chấp nhận các ý tưởng từ cuốn Kinh Dịch, vốn coi vũ trụ bị ảnh hưởng bởi sự sắp xếp của những con số, coi những con số không phải
là cái loài người tạo ra để nó đếm, mà chính chúng tự có quyền năng. Họ tin rằng các nghiên cứu sắp xếp chúng thành nhóm 3 và nhóm 6, một người có thể phân đoán ra bất kỳ hoạt động trong thiên nhiên. Để phát triển quan điểm của mình về vũ trụ, phái Khổng giáo chấp nhận một sự giải thích về nguồn gốc vũ trụ. Họ tin rằng lúc khởi đầu, tất cả mơ hồ và vô định, tiếp theo là sự trạng thái rỗng không. Cái trống rỗng đó tạo nên vũ trụ. Họ tin rằng những thứ sáng và nhẹ bị đẩy lên thành trời, những thứ tối và nặng liên kết với nhau thành đất. Sự liên kết tinh hoa của trời và đất tạo thành âm và dương với một sự thống nhất vĩ đại. Trước mặt chúng ta đây là một ngôi chùa tên là Linh Sơn Tự của thành phố Vô Tích. Một ngôi chùa này được thờ tượng Đức Phật A Di Đà trên một đồi núi thấp, và tượng đây cũng là một trong những tượng rất lớn tại các ngôi chùa Trung Quốc. Sau đây chúng ta hãy tìm hiểu tổng quát về các ngôi chùa tại Trung Hoa. Phật giáo phát triển rất sớm ở Trung Hoa. Do địa bàn rộng lớn nên có nhiều di tích liên quan đến lịch sử Phật giáo. Đáng kể là thứ nhất, chùa Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự được xây khoảng 540. Nơi đây sơ tổ phái Thiền Tông Trung Hoa là Bồ Đề Đạt Ma đã trụ trì và truyền đạo cho Huệ Khả, cũng như dạy võ, tăng cường sức khỏe cho những người phục vụ, phục việc, dịch kinh Phật trong chùa. Chùa xây trên một phần rừng còn lại sau khi cánh rừng này đã bị cháy. Thiếu Lâm có nghĩa là rừng non trên núi Tung Sơn, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc ngày nay. Ngôi chùa sau này đã không còn giữ được tinh thần Phật giáo ban đầu bởi ảnh hưởng của lão giáo. Ngôi chùa nguyên thủy đã bị phá hủy hoàn toàn trong thời gian nội chiến giữa quân đội Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông. Trước đó, chùa đã bị đốt cháy nhiều lần do chiến tranh. Ngôi chùa lịch sử thứ hai là Nga Mi Sơn, ở phía nam tỉnh Tứ Xuyên. Dãy núi này có đến hàng trăm ngôi chùa và chùa lớn nhất kiến trúc bằng gỗ là Báo Quốc, được xây vào thế kỷ thứ 16. Phật giáo truyền tới Tứ Xuyên từ thế kỷ thứ nhất. Truyền thuyết cho rằng núi Nga Mi là nơi tu luyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Pho tượng Phật lớn nhất thế giới cũng ở tại đây. Nó được đục vào trong núi Lạc Sơn, cao 71 mét, được bắt đầu khởi công năm 713 và xong năm 803, mất tất cả là 90 năm. Ngôi chùa quan trọng thứ ba là Ngũ Đài Sơn ở tỉnh Sơn Tây. Nơi đây từ đời nhà Hán, năm 25 tới năm 220, đã có nhiều ngôi chùa được đục vào trong núi. Người ta tin rằng đây là nơi mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã hóa thân. Hiện nay vẫn còn khoảng 47 ngôi chùa còn nguyên vẹn. Tổng cộng có đến hàng trăm ngàn tượng và hình Phật lớn nhỏ. Hai ngôi chùa cổ quan trọng nhất ở đây là Nan Chang, 1.200 tuổi, và Phu Quang, được bắt đầu xây từ thế kỷ thứ 7. Chùa quan trọng kế thứ tư là Củ Hoa Sơn, nghĩa là chín tòa sen, ở tỉnh An Huy. Nơi này truyền thuyết rằng là chỗ mà Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát hóa thân. Chùa cổ nhất nơi đây là chùa Huân Trang. Ngôi chùa quan trọng kế thứ năm là Phổ Đà Sơn, nằm trên đảo nhỏ gần Thượng Hải thuộc tỉnh Chiết Giang, là nơi Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện. Hai chùa lớn là Pháp Vũ Thiền Tự và Phổ Tế Thiền Tự.
Chùa thứ sáu là Động Đôn Hoàng tại tỉnh Cam Trúc, nằm trên con đường tơ lụa. Tại đây có hàng chục thạch động mà bên trong được tạc tượng, vẽ tranh hay kinh văn. Phật giáo bằng nhiều thứ tiếng mà đa phần là chữ Hán, có từ thời Ngụy đến thời Tống. Tên của một hang động chánh là Mạc Cao, được nhà sư Nhạc Tôn tìm thấy và khởi đầu việc tạc tượng Phật nhằm ghi nhớ lại sự việc ông thấy ánh hào quang như của nghìn vị Phật phát sáng ra tại đó. Ngoài ra còn có động Long Môn tại tỉnh Hồ Nam và động Vân Cương tại tỉnh Sơn Tây, cũng có các kiến trúc và nghệ thuật của Phật giáo nổi tiếng. Sau đây xin nói thêm chi tiết về chùa Thiếu Lâm Tự. Chùa Thiếu Lâm còn gọi là Thiếu Lâm Tự, dịch nghĩa là chùa trong rừng gần đỉnh núi Thiếu Thất, là một ngôi chùa tại Trung Quốc nổi tiếng từ lâu nhờ mối liên hệ với Phật giáo Thiền Tông và võ thuật, là cái nôi của Thiền Tông Trung Hoa. Có lẽ nó là một cơ sở Phật giáo nổi tiếng nhất đối với phương Tây. Tuy nhiên, võ thuật của Thiếu Lâm Tự lại được biết đến nhiều nhất đối với người Á Đông. Chùa Thiếu Lâm với võ phái Thiếu Lâm được xem là nguồn gốc các phái võ Trung Quốc hiện nay. Lịch sử. Theo Tục Cao Tăng Luyện của Đạo Tuyên, chùa Thiếu Lâm ban đầu được Hiếu Văn Đế của nhà Bắc Ngụy xây dựng ở phía bắc núi Thiếu Thất, đỉnh phía tây của Tung Sơn, một trong các ngọn núi linh thiêng của Trung Quốc, do nhà sư Bạt Đà, người đã thuyết giảng bộ kinh Phật giáo ở Trung Quốc trong vòng 3 thập kỷ. Dương Nguyễn Chi trong Lạc Dương và Lam Ký và Lý Hiền trong Minh Nhất Thống Chí cũng công nhận vị trí và thời đại của ngôi chùa, như Đào Tuyên Nguyễn, Gia Khánh Trùng Tu, Nhất Thống Chi viết rằng ngôi chùa ở tỉnh Hà Nam được xây dựng vào năm Thái Hòa thứ 20 nhà Bắc Ngụy, tức năm 497. Ngôi chùa bị hủy diệt và trùng tu vài lần, trở thành một trong những ngôi chùa xưa nhất của Trung Quốc. Có lẽ người nổi tiếng nhất có liên hệ với chùa Thiếu Lâm là Bồ Đề Đạt Ma. Ông là một nhà sư được cho là từ Ba Tư hoặc Nam Ấn Độ sang Trung Quốc vào thế kỷ thứ 5 hay thứ 6 để truyền bá Phật giáo. Trường phái Phật giáo do Bồ Đề Đạt Ma lập ra ở Thiếu Lâm trở thành nền tảng cho Thiền Tông sau này. Sau khi vào Thiếu Lâm Tự, truyền thuyết kể rằng Bồ Đề Đạt Ma thấy các nhà sư không có hình thể mạnh khỏe cho thiền định, và họ thường ngủ gục trong khi thiền. Chuyện kể rằng Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền quay mặt vào tường trong một hang đá cạnh chùa trong 9 năm. Sau đó ông giới thiệu một hệ thống các bài tập thể dục được gọi là Thập Bát La Hán Chưởng, hay là các bài tập co giãn cơ bắp, kinh điển Đạt Ma. Dần dần những động tác này phát triển thành võ thuật. Theo truyền thống, các nhà sư Thiếu Lâm phải phát triển kỹ năng võ thuật để phòng thủ sự tấn công của kẻ địch, như là một phương tiện giữ gìn sức khỏe và như là một kỷ luật về tinh thần và thể chất. Sự hệ thống hóa võ thuật bởi các nhà sư có lẽ bắt đầu với những viên quan võ trong quân đội về hưu và đi tu tại đó. Tu viện là một nơi ở ẩn, không giống như là một chiến trường. Do vậy, những người đó có thể trao đổi võ thuật và hoàn thiện các miếng võ đó. Tiếng tăm về quân sự của chùa bắt đầu vào đầu đời nhà Đường, năm 618 tới 907. Tấm bia của Thiếu Lâm Tự năm 728 miêu tả chuyện các nhà sư chiến đấu
giúp cho vị hoàng đế tương lai là Lý Thế Dân, chống lại đối thủ của ông là Vương Thế Sung. Khi lên ngôi, vị vua biết ơn và cho mở rộng khuôn viên chùa và cho phép một số nhà sư tiếp tục việc huấn luyện quân sự. Võ công của Thiếu Lâm tự đạt đến đỉnh cao vào đời nhà Minh 1368 đến 1644. Khi vài trăm nhà sư Thiếu Lâm được phong hàm như trong quân đội và đích thân họ chỉ huy các chiến dịch chống lại quân nổi loạn và quân cướp từ Nhật Bản. Vào thời điểm này, các nhà sư Thiếu Lâm đã phát triển môn võ Thiếu Lâm với phong cách riêng biệt. Ngôi chùa Nguyên Thủy vẫn tồn tại sau nhiều lần bị cướp phá và được xây dựng lại vào năm 1928. Thủ lĩnh Thạch Hữu Tam phóng hỏa đốt chùa, thiêu hủy đi nhiều văn thư vô giá trong thư viện chùa, một số sảnh đường và làm hư hại nặng tấm bia đã nói đến ở trên. Cách mạng văn hóa Trung Quốc thanh trừng tất cả các nhà sư và các tài liệu Phật giáo tồn tại trong khuôn viên chùa, để chùa hoang tàn trong nhiều năm. Sau thành công vang dội của bộ phim Thiếu Lâm Tự do Lý Liên Kiệt đóng vai chính vào năm 1982, chùa được nhà nước Trung Quốc cho xây dựng lại và trở thành địa điểm du lịch chính thức. Các nhóm võ thuật trên thế giới đã quyên góp để bảo trì chùa và các khuôn viên quanh đó, và sau đó được ghi danh trên những viên đá có khắc chữ gần lối vào chùa. Người ta cho rằng Thiếu Lâm Tự bị phá hủy nhiều nhất là bởi do quân đội Mãn Châu, nhà Thanh. Tuy nhiên, có lẽ điều đó là không chính xác và chỉ là ngụy tạo. Thực tế, Khang Hy, hoàng đế thứ hai của nhà Thanh, là một người hâm mộ chùa Thiếu Lâm ở Hà Nam, đến mức ông đã khắc chữ trên đá ở phía trên cổng chính của chùa mà cho đến ngày nay vẫn còn. Câu chuyện về nhà Thanh phá hủy chùa Thiếu Lâm có thể nói về chùa Nam Thiếu Lâm mà Từ Kha trong tác phẩm Thanh Bạch Lỗi Sao cho là ở tỉnh Phúc Kiến. Một số sử sách khác còn nói rằng ba ngôi chùa Nam Thiếu Lâm trong khu vực này là Nam Thiếu Lâm Tự Bồ Điền Phúc Kiến, Nam Thiếu Lâm Tự Phúc Thanh Phúc Châu Phúc Kiến và Nam Thiếu Lâm Tự Toàn Châu Phúc Kiến. Một đại hội Đạt Ma Tổ Sư được tổ chức trong hai ngày 19 và 20 tháng 8 năm 1999 tại chùa Thiếu Lâm, Tung Sơn, Trung Quốc đã phong cho Hòa Thượng Thích Vinh Tính làm phương trượng. Ông là người kế nhiệm thứ 13 của Hòa Thượng Phương Trượng Tuyết Đình Phúc Dụ. Vào tháng 3 năm 2006, Tổng thống Nga Putin đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm các chùa Trung Quốc đầu tiên. Và sau đây xin tiếp tục nói về ngôi chùa nổi tiếng là Nga Mi Sơn. Nga Mi Sơn hay còn gọi là núi Nga Mi hay Đại Quang Minh Sơn là một ngọn núi nằm ở phía trung nam tỉnh Tứ Xuyên thuộc miền Tây Trung Quốc, trên khu vực quá độ của lòng chảo Tứ Xuyên theo hướng cao nguyên Thanh Tạng. Nga Mi Sơn là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn. Vị Bồ Tát bảo trợ của Nga Mi Sơn là Samanthapada, trong tiếng Việt còn được gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Đỉnh cao nhất của Nga Mi Sơn là đỉnh Vạn Phật của ngọn núi Chính Kim Đỉnh với độ cao là 3.099 thước, với địa thế cao chót vót, phong cảnh đẹp nên người ta nói tới Nga Mi Sơn như là Nga Mi Thiên Hạ Tứ, là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn.
tại Nga Mi Sơn có khoảng 26 ngôi chùa miếu, trong đó có 8 ngôi chùa miếu lớn và cơ bản nhất. Người ta cho rằng Nga Mi Sơn chính là đạo tràng của Phổ Hiền Bồ Tát. Nga Mi Sơn cùng bức tượng Đại Phật Lạc Sơn, bức tượng Phật tạc trên vách đá lớn nhất thế giới ở núi Thế Loan, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào ngày 6 tháng 12 1996. Các nguồn tài liệu thế kỷ 16 và 17 có đề cập tới việc tập luyện võ thuật trong các ngôi chùa trên núi Nga Mi, là nguồn tham chiếu hiện còn lưu giữ được có niên đại sớm nhất nói tới chùa Thiếu Lâm như là khởi nguồn của võ thuật Trung Hoa. Trường phái võ thuật Nga Mi là sự kết hợp của Phật giáo với Đạo giáo. Về địa lý khí hậu, khu vực rộng lớn bao quanh Nga Mi Sơn về mặt địa chất được biết đến như là tỉnh đá lửa lớn Nga Mi Sơn. Một tỉnh đá lửa lớn đã phun trào trong thời gian thuộc kỷ Permi. Khu vực Nga Mi Sơn có nhiều sương mù, thiếu nắng, lượng mưa dồi dào, khí hậu trên khu vực bình nguyên này là cận nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình về tháng 1 là khoảng 7 độ C, trung bình về tháng 7 là 26 độ C. Tuy nhiên, tại Nga Mi Sơn thì kiểu khí hậu thay đổi theo độ cao, từ độ cao 1.500 thước đến độ cao 2.100 thước là kiểu khí hậu ôn đới ẩm. Từ độ cao 2.100 thước đến khoảng 2.500 thước là khí hậu ôn đới trung gian. Từ độ cao 2.500 thước trở lên là khí hậu cận hàn đới. Từ độ cao 2.000 thước trở lên thì thời gian băng tuyết bao phủ, ước chừng khoảng 6 tháng mỗi năm, kéo dài tháng 10 năm trước tới tháng 4 năm sau. Về động thực vật hoang dã, tại đây có trên 3.000 loại thực vật. Hiện tại quần thể động vật hoang dã tại khu Nga Mi Sơn ước chừng khoảng 2.300 loài, trong đó có 51 loài động vật có vú, 256 loài chim, 34 loài bò sát, 60 loài cá, 33 loài động vật lưỡng cư, 1.000 loại côn trùng. Thường gặp là gấu trúc nhỏ, hươu xạ, khỉ đuôi ngắn, dê rừng, gà lôi, cẩm kê bụng trắng, báo, trĩ sừng, tro loan lỗ, vân vân. Trong đó có 29 loại thuộc danh sách động vật cần bảo vệ của Trung Quốc. Trên đường lên núi có nhiều khỉ kết thành bầy xin ăn các du khách, cũng là một đặc điểm đặc sắc của Nga Mi Sơn. Đi.
Sau đây xin tiếp nói về lịch sử Trung Quốc. Đây phần nói về đạo giáo và thiên đường. Sau khi đã có hiểu biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài Trung Quốc, người Trung Quốc được nghe nhiều tin đồn về những nơi tuyệt vời. Những tín đồ đạo giáo, những người vẫn coi văn minh Trung Hoa là xấu xa và lý tưởng quá thiên nhiên cũng như sự chất phác, giúp truyền bá những miêu tả về những nơi tuyệt vời xa xăm và thiên đường. Các câu chuyện về những nơi chất phác và thiên đường xuất hiện trong triều đình cho những người đến để trình diễn ma thuật và giải trí, và thỉnh thoảng triều đình lại trả lời bằng cách tài trợ một số chuyến thám hiểm để tìm kiếm những nơi thiên đường. Một câu chuyện như vậy miêu tả thiên đường dọc theo bờ biển Viễn Đông Bắc Trung Quốc. Thời tiết ở đó im dịu trong đất liền, và họ nói rằng ở đó không hề có bệnh tật, con người không bao giờ đau ốm và tự quản lý lấy mình. Họ nói rằng ở thiên đường đó người già và người trẻ đều có quyền như nhau, rằng thì lịch sự và không cãi cọ, rằng người không bao giờ đau ốm và tự quản lý lấy mình. Họ nói rằng ở thiên đường đó con người nhận được số lương thực mà họ cần từ một dòng sông từ thiện, rằng uống nước từ con sông đó có thể làm thân thể con người trở lại sự hoàn hảo và khỏe mạnh của tuổi thanh xuân, và rằng con người ở đó sống lâu hàng trăm tuổi. Một thiên đường khác được tồn tại ở vùng núi Tây Tạng xa xôi. Ở đó có thiên đường do Tây Vương Mẫu cai trị và có rất nhiều người hầu hạ. Ở thiên đường đó có gió mát thổi, trái với ẩm và nóng ở vùng lục địa và châu thổ Trung Hoa vào mùa hè. Họ cho rằng ở trên thiên đường đó có những vườn treo với những ao và hồ tuyệt đẹp, rằng nước ở đó cho người ta sự bất tử, rằng mọi người có thể treo lên đỉnh núi và trở thành thần linh có quyền lực đối với gió và mưa, và rằng mọi người có thể trèo sang đỉnh núi bên cạnh để tiến lên thiên đường. Trong khi những người Trung Quốc lao vào tìm tòi trong thế giới của sự thần bí và linh hồn, thì họ cũng khám phá ra một số điều và phát triển khả năng nắn bóp bằng tay và đo đạc. Tới thế kỷ thứ hai, Trung Quốc đã đuổi kịp và ở một số lĩnh vực đã vượt qua trình độ khoa học và kỹ thuật của châu Âu và Tây Á. Giấy bắt đầu được sử dụng ở Trung Quốc. Trung Quốc đã có một chiếc đồng hồ nước với độ chính xác mà người Âu Châu không thể chế tạo nổi trong 1.000 năm sau đó. Trung Quốc có một lịch mặt trăng mà tới thế kỷ 20 chúng ta vẫn sử dụng tốt. Họ có một máy ghi chấn đã được phát minh vào năm 132, có 8 chân và làm bằng đồng. Người Trung Quốc quan sát các vết đen trên mặt trăng ở Âu Châu. Mãi về sau này Galileo là người đầu tiên làm việc đó. Người Trung Quốc đã vẽ bản đồ 11.500 ngôi sao và đo đạc quỹ đạo quay của mặt trăng. Người Trung Quốc có một cái máy gieo hạt và một cái máy xây lúa. Họ có bơm nước và không giống như nền văn minh Roma. Người Trung Quốc có xe cút kích. Có người Trung Quốc cũng có chiếc bàn đạp cho ngựa. Họ cải thiện cách dùng thảo mộc làm thuốc và biết thêm nhiều về giải phẫu người và sự chẩn đoán về sự rối loạn về cơ thể. Họ biết làm các phẫu thuật nhỏ và thuật châm cứu của một chế độ ăn kiêng tốt. Nhưng cuộc sống của người dân thường Trung Quốc, những dân vẫn rất khó khăn. Họ vẫn bị đánh thuế nặng, họ vẫn công ích mỗi tháng một lần cho nhà vua. Những sự trừng phạt vẫn rất khốc liệt. Một nông dân nghèo có thể bị hành quyết
chỉ vì dám đi ở giữa đường lớn. Nó chỉ dành cho nhà vua, và họ không có đủ lương thực dự trữ cho những khi cần thiết. Sự thịnh vượng của Trung Quốc đã tăng lên dưới thời Hán Hòa Đế giữa năm 88 và 106. Và triều đình Hòa Đế đã trở nên cũng xa hoa như những triều đình trước Hán đó. Trong triều, vua hàng trăm vợ và thiếp cùng một số lượng lớn quản quan để cai quản họ. Dưới thời Hòa Đế, các quản quan và các gia đình họ hàng của vua có ảnh hưởng lớn hơn. Qua quản quan, họ có thể gây ảnh hưởng đến nhà vua. Những người có liên quan tới việc lựa chọn người kế vị này thường thích một đứa trẻ bởi vì họ dễ dàng cai quản nó hơn một người lớn, nên họ có được một quyền lực cực lớn. Tất cả vị vua Hán kể từ thời Hán Minh Đế đều được lên làm vua khi còn vị thanh niên. Hai người mới chỉ lên 2 tuổi và đa số đều bắt đầu thời cai trị của mình với hoàng hậu nhiếp chính. Những người đàn bà đó thường bị cô lập và phụ thuộc vào những người đàn ông, thường là họ hàng. Khi vua đến tuổi thành niên, nếu ông bãi chức những người cố vấn họ hàng đó, thì ông lại phải nhờ những người đàn ông mà ông có quan hệ nhận quan, và ông đưa họ lên những vị trí cao để làm đối lập với ảnh hưởng của mẹ. Phái đoàn đang ngồi nghỉ mệt và tham quan cảnh tại nơi chùa Linh Sơn Tự đây. Khí hậu tại đây thật là mát và không có nóng. Tất cả đang ngồi chờ đợi vì sau đó sẽ có một buổi lễ rất là hay, đó gọi là lễ cúng dường tắm Phật, mà một ngày khoảng chừng có 2 hoặc là vài lần để có những buổi lễ như vậy. Do vậy phái đoàn đang chờ đợi khoảng 15 phút nữa thì sẽ chứng kiến được một cái quang cảnh là tắm Phật rất là đẹp nơi chùa Linh Sơn đây tại thành phố Vô. Chưa đâu có gặp giờ đâu. Vào đây đừng đi.
chắp tay niệm Phật lên, chắp tay niệm Phật, không đó chắp tay niệm Phật Đức Phật á, chắp tay lại niệm Phật lên. Niệm Phật lên nha. Đẹp quá trời. Chúc lấy bình nước á, lại lấy nước mà uống vô. Nó có lên bình vô nào? Đã nãy chịu keo rồi không chịu nhớ. Thank you.
Thôi hả? À, ai được nước Phật này là quý quá rồi, hết rồi. Mắt sáng. Ai cô giữ là ta về về cho con ơi. Cái này đem như vậy là bà thấy vui không? Rồi thôi về, vậy là xong á. Cho hai bà vui không? Bà ơi, thôi đi về. Khỏe mạnh ra. Khỏe mạnh ra. Ông lên thuốc trên á. Vậy đó hả? Rồi tắm. Ủa vậy đó hả? Thì xứng đáng. Sau đây xin nói sơ qua về lịch sử Trung Hoa Dân Quốc. Trung Hoa Dân Quốc là một chính thể tiếp nối sau triều đình nhà Thanh năm 1912 và chấm dứt hơn 2.000 năm phong kiến Trung Quốc. Đây là chính thể Cộng hòa hiện đại đầu tiên của Trung Quốc và từng lãnh đạo toàn bộ đất nước Trung Quốc trên danh nghĩa từ 1911 tới 1949 và lãnh đạo vùng lãnh thổ Đài Loan từ 1949 đến nay. Dân quốc là cách dịch tên gọi thể chế Cộng hòa sang Trung văn từ các tiếng châu Âu lúc bấy giờ. Sau sự thành công lật đổ chính thể nhà Thanh, nhà nước Cộng hòa non trẻ lập tức rơi vào nguy cơ bị chia rẽ bởi các quân phiệt địa phương cũ. Về mặt đối ngoại, chính thể dân quốc đã dần thu hồi lại được chủ quyền một số vùng lãnh thổ và thoát dần khỏi sức ép của các cường quốc bên ngoài. Vào năm 1928, nhà nước Cộng hòa trên danh nghĩa được thống nhất dưới quyền lãnh đạo của Trung Quốc Quốc dân đảng và đang ở những giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đầu tiên. Tuy nhiên, nó lại rơi vào những cuộc xung đột giữa chính phủ Quốc dân đảng, Trung Quốc Cộng sản đảng và những quân phiệt mới cùng với Nhật Bản. Đa số các nỗ lực xây dựng quốc gia đều bị ngừng trệ trong cuộc kháng chiến chống lại Nhật Bản từ năm 1937 đến năm 1945. Và sau này là sự bất hòa giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến việc thành lập chính phủ liên hiệp không bao giờ có thể diễn ra, gây nên cuộc nội chiến Trung Quốc. Một loạt những hành động sai lầm về chính trị, kinh tế và quân sự khiến Quốc dân đảng phải thua trận và chạy sang Đài Loan năm 1949, lập ra một nhà nước độc tài, một đảng và tuyên bố mình là đại diện hợp pháp duy nhất của toàn bộ Trung Quốc. Tuy nhiên, từ khi công cuộc tự do hóa chính trị bắt đầu vào cuối thập kỷ 1970 tại vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc đã tự chuyển đổi thành một nhà nước riêng biệt, đa đảng và đại diện dân chủ. Giai đoạn đầu 1912 tới 1916 thành lập nhà nước. Những năm cuối triều đình nhà Thanh ghi dấu bởi sự bất ổn trong nước và những cuộc xâm lăng của nước ngoài. Dù cuộc khởi nghĩa trong nước làm thiệt hại mạng hàng triệu người và những cuộc xung đột với các cường quốc bên ngoài luôn kết thúc bởi những hiệp ước bất bình đẳng gây phương hại cho Trung Quốc và buộc nước này phải chi trả những khoản tiền bồi thường to lớn cũng như cắt bớt đất đai. Hơn nữa, một quan điểm nảy sinh trong dân chúng cho rằng quyền lực chính trị cần phải có được nhiều nhóm thiểu số Mãn Châu trả về cho nhóm đa số Hán. Đối mặt với những bất ổn dân sự và sự bất mãn của dân chúng, triều đình nhà Thanh đã gắng sức cải cách chính phủ theo nhiều cách, như quyết định đưa ra một hiến pháp năm 1906, thành lập các cơ quan lập pháp cấp tỉnh năm 1909 và chuẩn bị cho việc ra đời một nghị viện quốc gia năm 1910. Tuy nhiên, nhiều biện pháp đó
bị các thế lực bảo thủ trong triều cản trở, và nhiều nhà cải cách bị tống giam và thậm chí bị xử tử. Những thất bại của triều đình trong việc ban hành các biện pháp cải cách dẫn tới tự do hóa chính trị và hiện đại hóa, khiến cho những nhà cải cách quyết định chuyển hướng sang con đường cách mạng. Có nhiều nhóm cách mạng, nhưng nhóm được tổ chức tốt nhất do Tôn Nhật Tiên, một nhà cách mạng theo đường lối Cộng Hòa và nhà hoạt động chống triều đình nhà Thanh, ngày càng phát triển và được biết tới nhiều nhất trong số Hoa Kiều và các sinh viên du học, đặc biệt là tại Nhật Bản. Năm 1905, Tôn Nhật Tiên cùng Hoàng Hưng, một nhà lãnh đạo nổi tiếng của phong trào cách mạng Trung Quốc tại Nhật Bản, thành lập Đồng Minh Hội ở Tokyo. Hoàng Hưng giữ chức phó chủ tịch. Phong này hoạt động nhờ vào tiền đóng góp của những người Trung Quốc ở nước ngoài, và cũng được sự trợ giúp chính trị từ phía nhiều thủ lãnh quân sự địa phương, cũng như những nhà cải cách đã bỏ chạy khỏi Trung Quốc sau sự kiện Bách Nhật Duy Tân, còn gọi là Mậu Túc Biến Pháp. Học thuyết chính trị của Tôn Nhật Tiên hình thành từ năm 1897 và lần đầu tiên được công bố tại Tokyo năm 1905, và được sửa đổi thêm nhiều cho tới đầu thập kỷ năm 1920. Học thuyết này tập trung vào chủ nghĩa tam dân. Thứ nhất, dân tộc độc lập. Thứ hai, dân quyền tự do. Thứ ba, dân sinh hạnh phúc. Về cơ bản, nguyên tắc chủ nghĩa dân tộc kêu gọi lật đổ triều đình Mãn Châu và chấm dứt quyền bá chủ của nước ngoài tại Trung Quốc. Nguyên tắc thứ hai, dân chủ được sử dụng để miêu tả mục đích của Tôn Nhật Tiên về một bầu cử của nhân dân nhằm dẫn tới một hình thức chính phủ Cộng Hòa. Nguyên tắc cuối cùng, dân sinh, thường được coi như chủ nghĩa xã hội có mục tiêu giúp những người dân bình thường thông qua việc quản lý quyền sở hữu và quyền phương tiện sản xuất cũng như đất đai. Sau khi đi chùa Linh Sơn Tự xong, phái đoàn hành hương được vào ăn bữa cơm tối tại Vô Tích. Đây là một nhà hàng chay rất ngon, và chúng ta sẽ thấy được ca hát của những người Thái Lan và những đồ ăn cũng khá độc đáo tại Trung Quốc đây, do người Thái Lan làm chủ nhà hàng này. Xin được tiếp tục về Trung Hoa Dân Quốc. Thời kỳ Cộng Hòa của Trung Quốc bắt đầu sự bùng phát của cách mạng vào ngày 10 tháng 10 năm 1911 tại Vũ Xương, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, với thành phần là những đơn vị quân đội đã được hiện đại hóa, vốn bất mãn với triều đình nhà Thanh. Đây được gọi là khởi nghĩa Vũ Xương và được kỷ niệm tại Đài Loan vào ngày Song Thập. Trước cuộc khởi nghĩa này đã có nhiều cuộc khởi nghĩa và các phong trào phản kháng có tổ chức nhưng thất bại bên trong Trung Quốc. Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng lan ra các thành phố xung quanh, và các thành viên của Đồng Minh Hội, một tổ chức tiền thân của Trung Hoa Quốc Dân Đảng trên khắp nước, ngay lập tức nổi dậy ủng hộ các lực lượng khởi nghĩa Vũ Xương. Ngày 12 tháng 10, những người khởi nghĩa chiếm được Hán Khẩu và Hán Dương. Tuy nhiên, thành công của cuộc cách mạng không kéo dài. Ngày 27 tháng 10, Viên Thế Khải được triều đình nhà Thanh chỉ định làm người chỉ huy đạo tân quân của ông, gồm cả lộ quân thứ nhất do Phùng Quốc Chương chỉ huy và lộ quân thứ hai do Đoàn Kỳ Thụ chỉ huy, nhằm chiếm lại thành phố Vũ Hán từng bị quân cách mạng chiếm ngày 11 tháng 10. Quân đội cách mạng có khoảng 6.000 người, đối đầu với
gần 15.000 người của Viên Thế Khải. Ngày 11 tháng 11, quân cách mạng rút lui khỏi Hán Khẩu tới Hán Dương. Tới ngày 27 tháng 11, Hán Dương cũng mất và quân khởi nghĩa quay về điểm xuất phát, chỉ còn Vũ Xương. Tuy nhiên, trong khoảng 15 ngày chiến đấu với quân triều đình, 15 trong số 24 tỉnh đã tuyên bố độc lập khỏi Đại Thanh Quốc. Một tháng sau, Tôn Dật Tiên từ Hoa Kỳ quay trở lại Trung Quốc, đem theo số tiền đã quyên góp từ Hoa Kiều và những người Mỹ có cảm tình với cách mạng. Ngày 1 tháng 1 1912, nhiều đoàn đại biểu từ các tỉnh độc lập bầu Tôn Dật Tiên. Tôn Dật Tiên làm tổng thống lâm thời đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc. Vì thời cuộc chuyển biến quá nhanh và sự tuyên bố độc lập của các tỉnh khỏi triều đình nhà Thanh, Viên Thế Khải cảm thấy cần thiết phải đàm phán với những cuộc cách mạng. Viên Thế Khải đồng ý chấp nhận Trung Hoa Dân Quốc và vì vậy Tân Quân cũng quay sang chống lại nhà Thanh. Chuỗi sự kiện này buộc hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc Phổ Nghi phải thoái vị ngày 12 tháng 2 theo sức ép của Viên Thế Khải với Hiếu Định Hoàng Hậu, người đã ký giấy thoái vị chính thức. Tuy nhiên, Phổ Nghi được phép tiếp tục sống trong Tử Cấm Thành. Trung Hoa Dân Quốc chính thức. Có con chó nè, con chó tôi ăn nè. Thấy anh con chó tôi ăn nè. Nè nè, cái nồi cơm lợn cơm Thái Lan này ngon nhất nè. Con chó kìa. Nghe gọi coi hỏi coi có ai ăn không. Nè, thấy không sao? Sao sao thấy hình không? Làm biểu diễn kia kìa. Chua vậy thôi nha, mấy người cứ nói. Nè con giống tròn giống suốt nè. Trà nó nguội mắt à. Ờ, trà nó nguội rồi. Vậy cái bình này bao nhiêu tiền? Thì Hà nó kia bút liệu nơi kia biểu diễn kìa. Hả, cái bình này bao nhiêu tiền? Bên này bán rẻ. Bán rẻ là 2.000 mấy, bây giờ còn mấy đồng. Bình nào cũng được hết. Bây giờ rốt cao, rốt dầu cũng được hết đâu. Nè coi nè, rốt dài. Ồ, chung. Ngừng là được. Nó đủ rồi ăn. Mới đem đến thì nha. Mình đã nói ăn hai ba nồi cơm mà không có đồ. Hủ tiếu nè, không ở mì nè. Hồi nãy ở cơm cũng cho, bây giờ lại lấy cái mì nữa. Cái hồi cái kia té cái thằng trai nó qua đó. Xin tiếp tục giai đoạn đầu của nhà nước Cộng Hòa. Ngày 1 tháng 1 năm 1912, Tôn Dật Tiên chính thức tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân Quốc và lên làm lâm thời tổng thống tại Nam Kinh. Nhưng quyền lực ở Bắc Kinh đã rơi vào tay Viên Thế Khải, người đã kiểm soát được toàn bộ Bắc Dương Quân, lực lượng quân sự mạnh nhất ở Trung Quốc thời đó. Để ngăn chặn nội chiến,
và những can thiệp có thể xảy ra từ phía bên ngoài gây phương hại cho nhà nước Cộng hòa non trẻ. Tôn Dật Tiên đồng ý đề xuất của Viên Thế Khải về việc thống nhất đất nước dưới quyền kiểm soát của một chính phủ do Viên Thế Khải cầm đầu. Ngày 10 tháng 3, tại Bắc Kinh, Viên Thế Khải tuyên thệ nhậm chức, trở thành tổng thống lâm thời thứ hai của Trung Hoa Dân Quốc. Nền Cộng hòa mà Tôn Dật Tiên và các đồng chí của mình theo đuổi dần hình thành. Dù có nhiều đảng phái chính trị và mọi đảng đều đua nhau tranh nhắm nắm quyền quản lý quốc gia, các nhà cách mạng thiếu một quân đội và quyền lực của Vân Thế Khải vượt trội so với quốc hội. Viên Thế Khải sửa đổi hiến pháp với tham vọng trở thành lãnh đạo độc tài. Tháng 8 năm 1912, Quốc Dân Đảng được Tống Giáo Nhân, một trong những đồng chí của Tôn Dật Tiên, thành lập. Đây là tập hợp của nhiều đảng nhỏ gồm cả Đồng Minh Hội của Tôn Dật Tiên. Trong những cuộc bầu cử toàn quốc được tổ chức vào tháng 2 năm 1913 để bầu ra một quốc hội lưỡng viện mới, các chiến dịch của Tổng thống lại bộ máy của Viên Thế Khải với chính đảng ủng hộ của ông ta là Đảng Tự Do do Lương Khải Siêu lãnh đạo. Tống là một nhà chính trị tài ba và Quốc Dân Đảng nắm đa số tại ghế quốc hội. Cuộc cách mạng thứ hai, Viên Thế Khải cho ám sát Tống vào tháng 3. Ông đã dàn xếp vụ ám sát nhiều vị tướng lĩnh ủng hộ cách mạng. Tình cảm thù địch với Viên Thế Khải ngày càng gia tăng. Vào tháng 4, Viên Thế Khải vay 25 triệu bảng Anh từ Anh Quốc, Pháp, Nga, Đức và Nhật Bản và không tham khảo ý kiến trước của nghị viên. Khoản tiền này được dùng chi phí cho Bắc Dương Châu của ông ta. Ngày 20 tháng 5, Viên Thế Khải ký một hiệp ước với Nga công nhận quyền ưu tiên đặc biệt của Nga tại Ngoại Mông và hạn chế quyền của Trung Quốc đối với quân đội đồn trú ở đó. Các thành viên Quốc Dân Đảng trong nghị viện buộc tội Viên Thế Khải lạm dụng quyền lực và kêu gọi lật đổ ông ta. Trái lại, Tiến Bộ Đảng, Liên Minh của Đảng Dân Chủ bao gồm những người ủng hộ chế độ quân chủ và Viên Thế Khải buộc tội Quốc Dân Đảng đang kích động một cuộc nổi dậy. Sau đó, Viên Thế Khải quyết định sử dụng hành động quân sự để chống lại Quốc Dân Đảng. Trong tháng 7 năm 1913, 7 tỉnh phía Nam nổi lên chống lại Viên Thế Khải, dẫn tới cuộc cách mạng thứ hai. Có nhiều lý do phía dưới dẫn tới cuộc cách mạng thứ hai bên cạnh sự lạm quyền của Viên Thế Khải. Đầu tiên, nhiều quân đội cách mạng từ các tỉnh khác nhau đã giải giáp sau khi Trung Hoa Dân Quốc được thành lập, và nhiều sĩ quan cũng như binh sĩ cảm thấy rằng họ không được tưởng thưởng xứng đáng cho công lao trong việc lật đổ nhà Thanh. Vì thế nảy sinh nhiều tình cảm bất mãn đối với chính phủ mới trong quân đội. Thứ hai, nhiều nhà cách mạng thấy rằng Viên Thế Khải và Lê Nguyên Hồng không xứng đáng giữ chức tổng thống và phó tổng thống, bởi vì họ đoạt được nó thông qua các cuộc vận động chính trị chứ không phải vì công lao tham gia vào trong phong trào cách mạng. Và cuối cùng, việc Viên Thế Khải sử dụng bạo lực như việc ám sát Tống, thủ tiêu hy vọng của Quốc Dân Đảng về những cải cách và các mục tiêu chính trị thông qua các biện pháp bầu cử. Tuy nhiên, cuộc cách mạng thứ hai không mang lại ích cho Quốc Dân Đảng. Lãnh đạo lực lượng quân sự của Quốc Dân Đảng ở Giang Tây bị quân của Viên Thế Khải đánh bại ngày 1 tháng 8 và Nam Xương bị chiếm đóng. Ngày 1 tháng 9, Nam Kinh bị thất thủ khi cuộc nổi dậy bị đàn áp. Tôn Dật Tiên và những người lãnh đạo khác của cuộc cách mạng phải bỏ chạy sang Nhật Bản. Ngày 10 tháng 5, 1913, một nghị viên bù nhìn bầu Viên Thế Khải làm Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc.
và trao quyền lực to lớn cho chính phủ của ông ta. Đoàn Kỳ Thụy và các vị tướng lĩnh được tin cậy khác trong Bắc Dương quân được trao các chức vụ chủ chốt trong nội các. Để có sự thừa nhận từ bên ngoài, Viên Thế Khải phải chấp nhận cho Ngoại Mông và Tây Tạng được tự trị. Trung Quốc vẫn là một nước bị bảo hộ, nhưng họ phải cho phép Nga tự do hoạt động ở vùng Ngoại Mông và Thanh Tuva, và Anh Quốc tiếp tục giữ ảnh hưởng tại Tây Tạng. Trước mặt chúng ta, đây là phái đoàn hành hương du lịch đang đến thành phố Hàng Châu. Hàng Châu là một thành phố nằm trong đồng bằng Châu Thổ, sông Trường Giang của Trung Quốc, và là thủ phủ của tỉnh Chiết Giang. Hàng Châu cách Thượng Hải 180 km về phía Bắc. Dân số năm 2004 của toàn bộ vùng Hàng Châu là khoảng 6.5 triệu người. Nơi đây có lụa tơ tằm nổi tiếng ở Trung Quốc. Nơi đây cũng có nghề dâu tằm tơ rất phát triển, là nơi gắn liền với con đường tơ lụa nổi tiếng. Hàng Châu gồm khu đô thị Hàng Châu có 8 quận, 3 huyện đô thị, 2 huyện cổ. 6 quận trung tâm có diện tích là 682 km2, có dân số là 1.910.000 người. Lịch sử của Hàng Châu. Địa lý và khí hậu. Hàng Châu nằm ở phía bắc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, ở đầu cuối phía nam của Kinh Hàng Đại Vân Hà, trên vùng đồng bằng Châu Thổ, hạ lưu sông Dương Tử. Toàn bộ thành phố ngang tỉnh Hàng Châu trải dài về phía tây, tiếp giáp với vùng núi của tỉnh An Huy. Phía đông là một vùng bằng phẳng cạnh vịnh Hàng Châu. Thành phố được xây dựng bao quanh mặt phía đông và phía bắc của Tây Hồ, phía chính bắc sông Tiền Đường. Hàng Châu có khí hậu cận nhiệt đới, ẩm với bốn mùa rõ rệt. Nhiệt độ trung bình hàng năm của Hàng Châu là 16 độ C hay 61 độ F. Mùa hè nóng ấm, trong khi mùa đông mát mẻ và khô. Vào tháng 7, tháng nóng nhất trong năm, nhiệt độ trung bình là gần 33 độ C hay 92 độ F. Vào tháng 1, nhiệt độ trung bình là 3.6 độ C hay 38 độ F. Lượng mưa vào hàng năm là 1.350 mm. Vào giữa mùa hè, Hàng Châu có nhiều thành phố, khác các tỉnh Chiết Giang phải hứng chịu khá nhiều cơn bão từ biển Hoàng Hải. Nhưng hiếm khi các cơn bão tấn công trực tiếp. Hầu hết các cơn bão gây ảnh hưởng đến Hàng Châu sau khi tác động dọc bờ biển Chiết Giang. Hàng Châu nổi tiếng với những di tích lịch sử, thiên nhiên và tươi đẹp. Thành phố này được xếp vào danh sách 10 thành phố đẹp nhất Trung Quốc. Mặc dù trong thời gian gần đây nhiều khu đô thị mới được xây dựng, nó vẫn giữ được nhiều di sản lịch sử, văn hóa giá trị. Ngày nay, du lịch góp một phần quan trọng trong nền kinh tế của Hàng Châu. Một trong những danh thắng nổi tiếng nhất của Hàng Châu là Tây Hồ. Tây Hồ có diện tích khoảng hơn 6 km2, bao gồm nhiều địa điểm du lịch nhỏ khác. Hàng Châu có một quần thể các địa điểm du lịch bao gồm nhiều đền chùa cổ, khu phố cổ, cũng như cảnh quan thiên nhiên pha trộn vẻ đẹp của hồ và núi. Về kinh tế, nền kinh tế truyền thống của Hàng Châu có tơ lụa, vải và chế tạo máy, ngành điện tử và các ngành công nghiệp nhẹ khác đang phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt từ khi nền kinh tế mở cửa năm 1992, Toshiba có kế hoạch sản xuất máy tính xách tay duy nhất ở nước ngoài tại đây. Wahaha, công ty đồ uống nhà nước lớn nhất Trung Quốc, có đại bản doanh tại Hàng Châu. Trà Long Tỉnh, vỏ trà nổi tiếng nhất của Trung Quốc, được chế biến tại thị trấn Long Tỉnh ở ngoại ô thành phố.
vẫn theo phương thức truyền thông bằng tay, được cho là loại trà xanh ngon nhất của Trung Quốc. Trước mặt chúng ta là một buổi cơm trưa tại nhà hàng ở Hàng Châu. Và đây là một trong những nhà hàng lớn nổi tiếng của Hàng Châu. Nhìn qua cung cách của các món ăn, ta thấy rằng đây cũng là một trong những nhà hàng sang trọng và chuyên môn dành cho những khách du lịch. Nhà hàng rất là rộng lớn, tới 5 tầng lầu. Viên Thế Khải và cuộc chiến tranh giữ nước. Tháng 11, Viên Thế Khải vì Tổng thống hợp pháp ra lệnh cho Quốc dân đảng tự giải tán và buộc mọi thành viên của đảng này rời khỏi nghị viện. Vì đa số thành viên nghị viện là Quốc dân đảng, nghị viện không đủ số đại biểu cần thiết và vì thế không thể được triệu tập. Tháng 1 năm 1914, Viên Thế Khải chính thức đình chỉ nghị viện. Tháng 2, ông kêu gọi triệu tập một cuộc hội nghị nhằm sửa đổi hiến pháp lâm thời của Trung Hoa Dân Quốc. Hiến pháp sửa đổi trao nhiều quyền lực cho Viên Thế Khải, cho phép ông tuyên chiến, ký kết các hiệp ước và chỉ định các chức vụ mà không cần sự đồng thuận từ phía lập pháp. Tháng 12 năm 1914, ông tiếp tục sửa đổi luật pháp, kéo dài nhiệm kỳ tổng thống thành 10 năm so với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế. Đặc biệt, Viên Thế Khải còn chuẩn bị để lên ngôi hoàng đế. Mặt khác, từ sau thất bại của cuộc cách mạng thứ hai, Tôn Dật Tiên và các đồng minh của mình tìm cách xây dựng lại phong trào cách mạng. Vào tháng 7 năm 1914, Tôn Dật Tiên thành lập Trung Hoa Cách Mạng Đảng. Tôn Dật Tiên cho rằng những thất bại của ông trong việc xây dựng một phong trào cách mạng kiên định có nguyên nhân từ sự thiếu vắng tình đoàn kết của các thành viên. Vì vậy, ở đảng mới của mình, Tôn Dật Tiên yêu cầu các thành viên phải tuyệt đối trung thành với ông cũng như tuân thủ một loạt các quy định ngặt nghèo khác. Một số cộng sự của Tôn Dật Tiên trước kia, gồm cả Hoàng Hưng, không đồng tình với ý tưởng về một tổ chức độc tài như vậy và từ chối gia nhập. Tuy nhiên, họ đồng ý rằng không thể để nhà nước Cộng Hòa quay lại thời cai trị phong kiến. Bên cạnh các nhóm cách mạng liên kết với Tôn Dật Tiên, còn có nhiều nhóm khác với mục đích lật đổ Viên Thế Khải. Một trong số đó là Đảng Tiến Bộ, đảng ủng hộ chế độ quân chủ lập hiến, đã chống đối Quốc dân đảng trong thời kỳ cuộc cách mạng thứ hai. Đảng Tiến Bộ có được vị trí chính trị phần lớn nhờ hành động phá hoại nghị viện quốc gia của Viên Thế Khải. Ngoài ra, nhiều quan chức cầm đầu các địa phương từng tuyên bố độc lập khỏi nhà Thanh năm 1912 cho rằng việc ủng hộ thành lập một triều đình phong kiến khác là hành vi hoàn toàn lố bịch. Viên Thế Khải cũng khiến cho các tướng lãnh Bắc Dương quân xa lánh ông bằng cách tập trung hóa việc thu thuế từ các cơ quan địa phương. Hơn nữa, dư luận chung của dân đều chống đối lại Viên Thế Khải. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ năm 1914, Nhật Bản đứng về phía đồng minh và chiếm các cơ sở của Đức tại tỉnh Sơn Đông. Năm 1915, người Nhật đưa ra trước chính phủ Bắc Kinh gọi là 21 yêu cầu. Các yêu cầu đó có chủ ý thiết lập quyền kiểm soát kinh tế của Nhật Bản trên các hoạt động giao thông đường sắt và khai thác mỏ sơn Đông, Mãn Châu, Phúc Kiến và buộc Viên Thế Khải phải chỉ định các cố vấn người Nhật vào các vị trí quan trọng của chính phủ Trung Quốc. 21 yêu cầu này nếu được chấp nhận sẽ biến Trung Quốc trở thành một nước bảo hộ của Nhật Bản. Chính phủ Bắc Kinh từ chối một số yêu cầu đó nhưng lùi bước trước sức ép của người Nhật, cho phép Nhật giữ lãnh thổ
Sơn Đông làm sở hữu của họ. Bắc Kinh công nhận cho Tokyo quyền đối với toàn bộ vùng Mãn Châu và phía đông Nội Mông. Việc Viên Thế Khải chấp nhận những yêu cầu đó khiến dân chúng rất bất mãn, nhưng ông vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng một chế độ quân chủ cho riêng mình. Ngày 12 tháng 12 năm 1915, Viên Thế Khải được con trai là Viên Khắc Định ủng hộ, tuyên bố thành lập một đế quốc Trung Hoa mới. Hành động này gây chấn động trên toàn quốc. Khởi nghĩa xảy ra ở nhiều tỉnh. Ngày 25 tháng 12, cụ Tổng đốc Vân Nam sái ngạc